để cho chúng ta 12,22 gam hỗn hợp E thì hàng đốt cháy thì thu được CO2 và nước à, chưa có một dự kiện gì ở chỗ này cả. Tiếp theo để cho một dự kiện khác đó là 0,36 mol E cho tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Số mol là 0,585 mol. Như vậy các bạn sẽ biết được cái số mol của nhóm COO trong E là bằng 0,585. Bạn sẽ gọi cái phần 12,22 đó là gấp T lần của cái phần 0,36, như vậy số mol E sẽ là 0,36 nhân T. Còn số mol nhóm COO cũng sẽ gấp T lần, có nghĩa là 0,585 các bạn nhân cho T mol ha. Đặt X là số mol CO2, Y là số mol CO2, nước là 0,37 mol. Vậy chúng ta sẽ vận dụng các phương trình sau. Đầu tiên là bảo toàn khối lượng. Tiếp theo là bảo toàn nguyên tố O. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xài định luật bảo toàn Pi, số mol CO2 trừ số mol nước bằng K trừ 1 nhân số mol hợp chất hữu cơ. Y trừ 0,37 bằng. Tất cả những chất này đều có 4 Pi các bạn, để cho 4 Pi hết ta sẽ lấy 4 trừ 1 nhân cho 0,36 T. Thì từ đó các bạn sẽ bấm được các dãy số X, Y và T. X chúng ta bằng 0,665, Y bằng 0,61 và T của chúng ta là 2/9. Như vậy bây giờ ta sẽ quy về 0,36 mol E, có nghĩa là lượng 0,36 sẽ gấp 9/2 lần lượng của 12,22. Thì chúng ta sẽ có số mol nhóm CO là vẫn là 0,585, nhưng mà khối lượng sẽ gấp 9/2 lần, đúng không? 9/2 lần. Thì bạn sẽ có khối lượng 59,99 gam. Bây giờ ta đọc lại đề, đề cho chúng ta một este đơn chức của axit meta acrylic. Trong phần tử este của chúng ta phải có 4 liên kết pi, chúng ta còn 2 pi với ancol nữa, chúng ta sẽ viết trường hợp ancol tối thiểu, ta sử dụng phương pháp đồng đẳng hóa được các bạn. Este hai trước là đồng phân của nhau. Thu được các ancol đơn chức, tất cả ancol đều là đơn chức, trong đó có một ancol no và một ancol hai ancol không no. Như vậy ở dưới este thứ hai phải este có nối đôi ở đây. Este hai trước và trong este này phải có một ancol no. CH3 este thứ hai, ancol thứ hai phải có thêm một nối đôi nữa các bạn nhé. Rồi chúng ta tách nhóm CH2 ra, gọi là phương pháp đồng đẳng hóa. Đặt A là số mol của ancol este đơn chức, B là số mol của este hai chức. Chúng ta sẽ dễ dàng giải được hệ là A cộng B bằng 0,36. Số mol nhóm CO là A cộng cho 2B bằng 0,585. Thì từ đó các bạn sẽ bấm được A bằng và B bằng. A của chúng ta là 0,135 và B là 0,225. Chúng ta tính tất cả các khối lượng của este đơn chức, este hai chức ở trên để chúng ta suy được số mol của nhóm CH2 xem là có chứa nhóm CH2 nào không. Rồi, bạn trừ hết khối lượng này đi thì các bạn sẽ có bằng 0 mol, như vậy là sẽ không có nhóm CH2 được tách nào ra cả. Như vậy tới đây thì chúng ta đã xác định được các ancol của chúng ta rồi. Trong đó ancol không no bao gồm có hai ancol, 0,135 mol. Ancol thứ hai đó là anilic 0,225. Chúng ta sẽ tính được tổng khối lượng M1 của các bạn sẽ bằng là 20,61, các bạn cộng hết là 20,61 gam. M2 là khối lượng của ancol no là CH3OH có số mol là 0,225 các bạn nhé, 0,225. Thì các bạn sẽ tính được M2 bằng 7,2. Thì từ đó chúng ta sẽ suy được tỷ lệ M1 chia M2 chúng ta bằng hai khối lượng chia nhau, các bạn sẽ ra 2,865. Và xấp xỉ D.